Thưa quý vị, vào chiều ngày 14 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Trả lời câu hỏi liên quan đến phương án dự kiến cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hồ Tấn Minh cho biết, Sở đã có dự thảo kế hoạch tuyển sinh các khối lớp đầu cấp và đã trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Theo dự thảo, về cơ bản ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên môn thi như trước đây gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời gian thi tuyển sinh vào lớp 10 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6. Đối tượng dự là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh trong độ tuổi quy định. Thí sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập, trừ trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, chuyên trường Đại Nghĩa và trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố. Ngoài ra, nếu có nhu cầu, thí sinh còn được đăng ký thêm 4 nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và lớp 10 không chuyên trong trường chuyên, 2 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0. Với các thí sinh là F0, thí sinh thuộc diện cách ly y tế đến thời điểm thi, Sở sẽ căn cứ vào quy định của ngành để có phương án cụ thể, ông Minh nói. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.